Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Tony Lê nha. Chúc quý vị một ngày thứ bảy an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Đây mời quý vị cùng với Tony đi dạo một vòng, nó gọi là cái gì đây nè, Market Street. Đây là cái mall, nó gần cái mall Woodland Mall đó quý vị. Rất là đẹp, lần đầu tiên Tony lọt vào ngay chỗ này luôn. Mời quý vị cùng với Tony đi dạo một vòng nha. Mình cũng chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ diệu hồng. Trời ơi, có cái bàn đánh banh bông giữa trời luôn nè quý vị. Đẹp quá, quá đã luôn, lần đầu tiên lại đây. Hôm nay thì Tony có công việc đi lên cái khu vực này, cho nên sẵn dịp và Tony quay lại luôn để cho mọi người cùng xem cho vui. Phong cảnh hữu tình, trời trong xanh gió mát, nắng vàng rực rỡ, nắng vàng trải mở. À, hồi nhỏ tôi này đánh binh bông rất là hay quý vị nha. Hồi lúc đó tôi này khoảng tầm 10 tuổi á, ở Trà Vinh á, tôi này đánh binh bông rất là hay. Và được đi thi đấu cho đại diện cho lớp học, cho trường học để mà đi thi đấu luôn đó nha. Quá đẹp luôn. Đây. Giờ mình đi lên trên này. Chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này. Mình thì đã từng đi Woodland Mall rất là nhiều lần, nhưng mà đây thì nó gọi là Market Street. À, đa số là Mỹ trắng quý vị ha, 99% trong này là Mỹ trắng không á. Dạ. À, hồi nãy thì Tony mới đậu xe. À, Tony không có biết chỗ nào để đậu, thì thôi đậu valet luôn đó. À, 80 đô la gì đó là nặng cho người ta đậu cho mình, để mình khỏi phải đi vào lòng vòng chi cho nó mệt. Rồi hồi ra mình cứ lại đây rồi mình lấy xe thôi đó. Xe Tony đậu ngay đây luôn nè, thấy không? Quá sướng đúng không? Rồi tiếp tục đi dạo một vòng coi. Ngày có 24 tiếng đồng hồ à. Sống cho đời vui vẻ. Này là rất là nhiều xe mắc tiền ha. À, Range Rover GMC đó không? Quá đã luôn nè, xe truck nè. Lọt vô khu này là đa số là ăn và chơi và vui vẻ yêu đời rồi đó quý vị, chứ không có lo lắng gì nha. À, có chú chó đẹp quá nè. À, chú chó lông xù nè. Right here. Đây là cái nơi mà tôi này sẽ đi vào đây nè quý vị. Đố quý vị bên trong bán cái gì? À đây, David Beckham. Đại diện cho cái đồng hồ thương hiệu Tudor. Còn bên đây là cái gì đây? Cũng là đồng hồ Tudor. Nhưng mà mình sẽ không đi mua thứ đồ, mình mua đồng hồ hiệu khác quý vị ha. Chút xíu nữa mình sẽ vào bên trong đó mình xem đồng hồ. Bây giờ thì mình dạo một vòng trước đi, coi coi tình hình chiến sự ra sao. Lần đầu tiên lọt vào cái khu vực này, trời ơi đã quá. Sao mình ở đây mà mình chưa bao giờ biết cái chỗ này vậy trời. Dở quá, nó có Tommy Bahama. Túi bụi hết trong này đây nè. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Đây nè, siêu xe nè, còn vẹt nè, convertible, wow, look at this, oh yeah, quá đã luôn, à, đó, thấy chưa, cái gì chưa, man, đây nè, Bronco nè,
Bronco, Bronco. À, qua phía bên này coi cái gì bên này đây. Đây, BMW đây. Đường tướng trao tàu dưa leo. Hyatt Centric. Quá đã luôn. Thì ra ở gần nhà mình có cái khu vực này mà mình chưa bao giờ mình biết ngộ vậy trời. Cuối cùng thì mình cũng đã khám phá ra, à trong này nó cũng có trưng bày cái hãng xe Audi nữa kìa đó. Audi right there. Đây là chắc là các khách sạn đây, để cho du khách xuống đây ăn chơi nghỉ ngơi đây. Đó, khách sạn nè cũng đẹp quá nè, thấy chưa. Chanel quảng cáo rầm rộ nè. Đó. Qua phía bên này coi tình hình nó ra sao. Cái chỗ này nó gần nhà của Tony Lê luôn đó quý vị ơi. Có 20 phút lái xe thôi mà Tony thì đã từng đi vào cái mall Woodland Mall. Nhưng cái chỗ này thì nó nằm sát vách Woodland Mall mà sao mình chưa bao giờ mình đi vào, mình chưa bao giờ mình biết, mình chưa bao giờ mình khám phá. Đó, đó là chút xíu nữa Tony sẽ vào coi cái đó đó quý vị. Đó, có cái dương miệng á. Đồng hồ mà có cái dương miệng á. Đó, thấy chưa. Giờ mình dạo vòng cái rồi sau đó mình sẽ đi vào bên trong đó mình xem. Ôi xe đạp nè, đã quá rồi. Trời trong xanh gió mát, nắng vàng chảy mở. Là chút xíu đó mình chạy từ đó, mình chạy ra đây, mình chạy ra ngoài này, cái mình đi chạy về. Ok. À có hãng xe Tesla ngay đây nữa nè. Nói nôm na trong này toàn là hàng hiệu và hàng mắc tiền không á. Rất là nhiều cửa hàng bán tùm lum thứ hết, từ nhỏ cho đến bự, từ đồ dùng trong gia đình cho đến đồ trang sức và cả luôn xe nữa. Đây nè, các bạn thấy không? Rolls Royce rồi đó. À, bây giờ mình vào mình khám phá cái đồng hồ coi. Hello quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video và đi dạo một vòng cái mall gần nhà Tony Lê. Nếu thấy nó hay, nó vui vẻ, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem nha, cho vui. Và đừng quên để lại một like, viết và chữ bình luận bên dưới cái video để chia sẻ hay là tâm sự với tất cả mọi người cho vui nha. Rồi, have a good day, bye bye.